Thì trước hết thì cảm ơn thầy Tú với cô bác Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho em ở này kia, có khó tiện xe sở cứ mua thuốc men ngủ. Thì trước thì em cũng cảm ơn thầy đã tới lui với em ở này kia. Anh Thiết là năm nay là 36 tuổi không ta? Giờ 38. 38 hả? À, tuổi tuổi Sửu. Dạ. Anh Thiết tuổi Sửu là 38 tuổi. Cái gì Thiết hay ta? Dạ em Lê Văn Thiết. À, anh Lê Văn Thiết. Dạ. Anh Lê Văn Thiết tuổi Sửu 38 tuổi. Anh bị đi vác lúa, đi vác lúa mướn. Đi chạy xe vác lúa mướn bị té xe, bị chấn thương cột sống cổ. Anh bị liệt tứ chi và hiện tại nằm trên giường. À, nếu mà có ai ẵm lên chiếc xe đẩy thì anh lên chiếc xe xe lăn chứ. Nếu ai có ẵm lên chiếc xe lăn thì anh sẽ lăn ra ngoài phía trước. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. À, đại tú xin kính chào quý ông bà cô bác và toàn thể chị em. À, kính thưa chú vị, à, tiếp tục chương trình đi hỗ trợ tiền cho những người bệnh thì hôm nay đại tú đến nơi đây thuộc về địa phận của ấp Tân Thành, xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, thì đến thăm cô Bảy và anh Thiết ha. Thì hai mẹ con cũng nói chung thì cũng bệnh, giờ đây mình hỏi thăm cô Bảy trước rồi vô trong rồi anh Thiết sau ha. Rồi chào cô Bảy. Sao rồi cô Bảy hổng ngày sao rồi cô Bảy sức khỏe làm trong sao rồi? mình thì nó khỏe mà bây giờ cái tê với dò với nhức Rồi hiện nhức tại cơ đa từ móng luôn, còn mắt dạ không thấy đường, thấy đậm như tím tím, gọi mấy đứa coi móng giò cái thấy có tím mà dòm mắt tôi thì dòm thấy tím tím, nhức từ dạ móng mình cái tay này sao tay giờ không được là cấp tay biến tới giờ luôn á. Dạ nó vậy hoài vậy đó. À, dịu hoặc luôn vậy đó hả? Có giò này giò này thì cũng nhúng nhích nhích được mà đi không được, gì là hả, nó cũng nhúng nhích mà nhích bước xuống giường đi không được hả? không đi không cảm giác, Tối ngày chỉ ngồi trên giường vậy ngồi nằm vậy đó. Ăn thì ngồi với ăn rồi nè, mà ngồi ngồi cái nhức sống thì nằm xuống vậy đó. thôi. Vậy hả? Cũng ngồi tới ngồi lui cũng bóp tê cái thì bóp, ngồi cũng bóp ên thì tha thuốc rượu bóp bóp vậy nè, Dạ. thuốc nào ngay cũng mua rồi uống dữ lắm, thuốc Dạ. đủ thuốc, uống thuốc nam Chuyện mà này thuốc thấy cô ốm hơn lúc chuyến trước ha, nhà xanh ở xao hơn ha. mình đêm nhiều khi thức sáng đêm ngủ cũng được kỳ vậy đó, Dạ. nhiều khi đêm ngủ được đêm không Dạ. ăn nào ngay từ nửa chén cơm trở lại ăn không ăn nhiều, nào ngay ăn giặt thì nhiều ăn thi thèm mua lỗ cái gì mua ăn thèm nước thì uống, anh mới kêu nhỏ đi mua ly trà chanh tư uống cho Dạ. khỏe khỏe cho mình, nắng quá cái làm như nó mệt. Dạ, uống chanh cho nó mát, Dạ cho nó khỏe. Dạ. nào ngay ăn cơm mới xịt ăn chừng nửa chén cơm, chén cơm dữ lắm, cái gì ngon ăn chén nha, Dạ. nó ngồi cái tay con ngưng nó bóp hoài nha, nó tê Dạ. tê cái nó nhức nhức theo cái gân này nè, nhức theo tới đầu móng luôn kỳ vậy đó. Bóp lên hai cái bắp tay nè. Ừ. Dạ, rồi bóp lên bóp Cũng xuống. ngồi thuốc rượu bóp hoài, chát thuốc rượu ngâm Dạ. rồi bóp Cô Bảy thay biến mấy năm rồi? 7 năm rồi đó. 7 năm hả? Ờ lâu lắm đó. Rồi nào ông mắt nghe không bị bệnh gì nào không? mà lần đi nhắc nhắc được dịnh dịnh đi vòng vòng ra trước đứng dòm tới dòm lui rồi cái ổng đau rồi chết cái đầu cái bị ép không nha, cái xong mà liệt luôn đi không được, bây giờ không cảm giác đứng xuống là không có được gì chứ, chứ lần đi dịnh đi nhắc nhắc ra ngoài đứng rồi cũng dòm tới lui chứ không ra lộ được ra trước đó, đó thì đứng dòm tới dòm lui rồi đi vô rồi từ ngón mắt giờ cái bị ép không cái đầu cái đi nghỉ luôn tới giờ luôn. Rồi Dạ. đau dồn dập tới luôn, Dạ. rồi bị tiểu đường vô tùm lum đau đủ chứng bệnh, Cô Bảy cũng bị tiểu đường nữa hả? bị tiểu đường nữa, Dạ. tôi nói với chú cấp mà đau đợt sau cái lên châu đốc nằm một tuần nó lấy máu, sáng bữa nào cũng lấy máu rồi đi đo đường đo dứt cái tay bàn tay này nó sưng rảnh tôi nhìn, tôi nói chợ bác sĩ thử máu hoài chắc bàn tay tôi sưng co vô không được, cái thấy vậy cái khỏe cho bệnh bác sĩ cho về về trà đưa to uống thuốc còn này kia rồi với ta chỉ lá đào mà cây đỏ hộp trái đỏ hộp uống nó cũng nấu nó bình thủy uống sữa bình thủy lá đào uống đủ ta chỉ uống nấy, nào nghe con mắt mờ giờ mới lộ không thấy đường thấy ai chân dắt này là giờ không thấy ai chói sáng Tiểu đường nó biến chứng là nó không thấy à. dạ giờ không dắt này là giờ lộ không thấy gì chứ, dắt chiều mát dắt sáng thì giờ thấy mờ 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 vậy. Dạ. Rồi với mấy bảy nghỉ đi con vô thăm anh Thiết con Dạ trông cái nữa ha. à. Dạ.
Rồi bà chúng ta bước vào bên trong để thăm Minh Thiết nữa có gì. Kêu chó đi ra ngoài dùm cái con. Phải anh Thiết. Sao ăn uống không được bây giờ nửa mệt mình mới kết thúc vừa qua. Mệt đúng rồi sao? Dạ. Hỏi sao bữa nay cái ống này truyền lại hả? Dạ ấy giờ truyền dữ phải. Dạ. Yeah. Dạ. Rồi giờ nó mệt lại hả? Dạ nó lâu lâu nó mệt lại vậy đó. Nó có bị sốt không? Bữa đó nó sốt rồi kêu chú Tâm ở ngoài chợ chích thuốc. Nào anh Tâm cũng chạy xuống đây hả? Dạ có chú nào đi điện ổng cũng chạy xuống. Cái này thì ốm sinh sao hơn ổm chứ. Cái này sức đuối quá. Hả? Cái này sức đuối quá. Đuối hả? Dạ đi theo ổng. Theo ổng. Năm ngày tức là anh đang che lại ha. Dạ. Ngủ thấy ổng hoài chắc đi theo ổng quá. Thấy ổng hoài hả? Dạ. Gán niệm Phật xiết ra lên, tới đâu hay tới đó. Nếu duyên nó hết, phần đã mãn, duyên đã hết thì mình đi thôi. Dạ. Cái duyên ở thế gian này giống như là mình đóng một vở vở tuồng vậy đó, một vai diễn. Một lần nào nghe em nó đẩy xuống xe ngồi, nhiều khi ngồi thế có còn ba thì nó ngồi tới chiều luôn, nó cũng khỏe cho mình lắm. Rồi tự nhiên ổng mất cái giờ có thấy ngồi nữa nó cũng mệt nên ngồi có 12 giờ 11 giờ rồi đuối được mình tay chân giả không nổi cứ giò cắn đi rồi nằm vậy chứ cũng mệt hai cái giò nó cứ nhắc nằm mắt nằm nghiêng như thế yeah. Và lâu lâu có mất cái chở mình lại con nó cứng hai cái giò chịu nổi hai tay này giở được không nó rút lại gì đâu nữa hả à. Trời mà như là nóng rồi nó còn giãn giãn ra nha. Còn mà trời lạnh là nó yếu luôn chứ. Nó mà gồng hồi cái nằm bẻ bẻ cho nên nó mới giãn giãn ra lại. Nó phải cái này cũng khỏe hết rồi Thu. Dạ. Em thì nói chung là khỏe, không có bệnh gì chứ. Nhờ cái được cái là cái duyên phước mình nó được chư thần gia hộ. Dạ. Nên là sức khỏe cũng ổn định. Dạ. Dạ. Hôm nay bệnh này cũng nhờ thầy đó lưu lụi nơi kia giờ nó cũng mừng. Hôm ngày thì nó cũng qua đi cái một đợt là đi cho rồi. Dạ. Đợt sau này là nhờ nãy đi dọc đường nói chàng ơi còn quên Minh Thiết. Dạ. Để chạy xuống đây đi cho Minh Thiết. Dạ. Dạ. Để, cũng qua một đợt này không có cho ổng thôi quay lại cho ổng chuyến này bởi thì ra thấy đẩy xe ngoài đó thấy cũng khỏe đó. Dạ có cỡ chừng tháng nay là thấy nó đuối cho mình rồi. Dạ chứ ăn uống không được cứ thể ăn chừng nửa chén rồi bắt đầu ở dội nhà em nó bế nữa nhậu khi chán cơm nè rồi nó để đồ ăn vô nhiều khi ăn không hết thì hai ba bụng rồi không ăn được nữa. Cái giọng bây giờ nói cũng không có lớn như hổm. Dạ. Chuyện là này có nước thì uống gì hoài được em mà nó lâu lâu lấy cho cục đá uống gì đó nhưng mà nó khỏe còn mà ăn vô là ông ngồi thì chị mình mệt. Dạ. Ăn không vô thì kính thưa quý vị thì đây là Quân Thiết là cái người mà đi đi làm hộ anh đi dắt lúa. Dạ. Anh đi dắt lúa mướn ở trên đường đi về đó thì chạy tới cái cua trên phải không? Dạ. Chạy tới cua trên thì anh bị té xe thì trong khi té xe đó thì anh bị chấn thương cột sống cổ à? Dạ. Chấn thương cột sống cổ thì anh giống như anh bị liệt đi nói chung là vậy thì tay chân anh hiện tại bây giờ thì nói chung là anh đi không được. Anh nhờ đi chứ anh nhờ lăn chiếc xe lăn này nè mà phải có người ẵm lên để lên xe anh mới lăn ra ngoài trước được nhưng mà chỉ trong khu riêng trong nhà thôi chứ ra ngoài đường cũng không được luôn thì nói chung thì thứ bảy lần trước á thì cũng bị tai biến tiểu đường
anh Thiết phía sau này thì cũng bị là tứ chi bị liệt, và ba của ảnh thì mới mất trong cái mùa dịch này. Kinh tế gia đình thì trước đó ba anh còn sống á, thì anh ba anh còn lo được cho vợ cho con, rồi bây giờ là ông mất rồi, bây giờ là cái nguồn kinh tế hiện đại bây giờ đó là đa phần phần lớn đó là nhờ ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Lập, và bên cạnh đó các anh em mạnh thường quân, các nhà hảo tâm với xóm giềng ta có mở lòng từ bi, ta hỗ trợ tiếp anh nói chung là gạo rồi tiền mì đường một ngọn nước tương rồi đó, xây vòng vòng, cho nên là trong cuộc sống lay lắt phải không anh Tiếp? Dạ thì đại tú ngày hôm nay đến đây cũng hỗ trợ tiếp anh một phần nào đó là trong cuộc sống này, là đại diện mạnh thường quân, đại tú đại diện cho chị Phan Thị Kỳ gửi cho mỗi người bệnh là 500.000, thì coi như là anh Thiết là người thứ 18, là còn anh Thiết nữa là xong cái chuyến 18 người, là mỗi người bệnh cho được 500.000, và bên cạnh đó thì đại tú cũng xuất tiền quỹ của mình do người chị Mạnh Thường Quân giúp đỡ, và 1.000.000 của em trai đời và 200.000 của chị Nguyệt để hùng vô trong cái chuyến đi mà cho từ hồi sáng tới giờ đó. Hộ này là hộ thứ 7 rồi, thì mỗi một gia đình đó vậy là được 1.000.000, là cộng hết các khoản tiền của những anh em đóng góp vô đó nha, là đại tú cho mỗi người là 1.000.000, là 500.000 này của chị Phan Thị Kỳ, còn 500.000 kia là của nguyên cái nhóm Mạnh Thường Quân ta gửi vô người chút chứ cái tiền quỹ 2.3 triệu nữa đóng vô nữa cho đủ 7.000.000 trong buổi sáng ngày hôm nay cho. Rồi thì em gửi cho anh Thiết 1.000.000 ha. Dạ thì cảm ơn thầy đó. Thì gửi cho ảnh 1.000.000 cho có tiền mua thuốc uống rồi sinh hoạt trong gia đình, thì cô Bảy với anh sống trong hàng ngày đó. Anh Thiết có đôi lời gì không? Thì trước hết thì cảm ơn thầy Tú với cô bác Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho em nữa này kia, có khó tiền xe sở cứ mua thuốc men ngủ, thì trước thì em cũng cảm ơn thầy tới lui với em nữa này kia. Anh Thiết là năm nay là 36 tuổi không ta? Dạ 38. 38 hả? Dạ. Tuổi Sửu. Dạ. Anh Thiết tuổi Sửu là 38 tuổi. Cái gì Thiết hay ta? Dạ em Lê Văn Thiết. À anh Lê Văn Thiết. Dạ. Anh Lê Văn Thiết tuổi Sửu 38 tuổi. Anh bị đi vác lúa mướn, đi chạy xe vác lúa mướn bị té xe, bị chấn thương cột sống cổ, anh bị liệt tứ chi và hiện tại nằm trên giường. Nếu mà có ai ẵm lên chiếc xe đẩy thì anh lên chiếc xe lăn chứ, nếu ai có ẵm lên chiếc xe lăn thì anh sẽ lăn ra ngoài phía trước, để cũng như lăn ra phía trước để nhìn phía trước và thăm mẹ gì đó, rồi xong rồi mệt thì sẽ lăn vô trong này. Thì bên cạnh đó trong gia đình nói chung thì cũng có một người em trai, anh đó trong gia đình nói chung ảnh cũng giờ anh cũng tới lui cho săn sóc cho anh Thiết, tận tình và săn sóc cho cô Bảy, nói chung thì gia đình nương tựa trong lúc khó khăn này. Thì kính thưa quý vị, thì chương trình trao tiền cho người bệnh đến đây đã xong. Thì cái chương trình trao tiền là tới anh Thiết đây nó đã viên mãn rồi. Cái phần từ hồi sáng tới nay là 7 hộ với 1 hộ của chị Nàng Thi là 8 hộ. Rồi luôn lương phiên từ hồi hôm bữa cho bắt đầu chị Phan Thị Kỳ gửi tiền tới nay đó là 18 hộ, coi như là điểm của anh Thiết là điểm chốt. Thì cảm ơn chị Phan Thị Kỳ rất là nhiều đã có lòng hảo tâm để gửi cho những người bệnh mỗi người 500.000. Và cảm ơn những anh em đã luôn đồng hành với đại tú. Và cảm ơn người chị Minh Quân ẩn danh đã luôn ủng hộ tiền cho đại tú làm từ thiện. Cảm ơn tất cả quý đồng đạo đã luôn có mặt đặng giúp đỡ cũng như là trợ duyên cho đại tú cũng như là trợ duyên cho những người bệnh trong chuyến đi cho tiền. Rồi thì cuối chương trình xin chúc cho tất cả mọi người thân tâm thường an lạc, đạo quả viên dung, bồ đề tâm luôn tăng trưởng để luôn hăng hái tiến tu trên con đường giải thoát. Vậy này xin kính chào, hẹn gặp lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.